Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh vải, âm thanh cổ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và trở lại với clip ngày hôm nay, Khôi xin giới thiệu đến anh em những cái con âm ly rất là quen thuộc, rất là huyền thoại và cực kỳ nổi tiếng đến từ thương hiệu Fisher. Fisher, một thương hiệu lâu đời của Mỹ, còn trong cái đời âm ly cổ thì nó là gọi là được biết tới nhiều nhất nha. Thì Fisher là đối tác số 1 cho AR cũng như các dòng Mỹ tương đương. Tương đương là cái gì? Là những cái dòng loa mà ra đời cùng thời điểm cũng như có những cái thiết kế, ví dụ như AR là loa nén, bass 3 tấc thì các cái dòng loa KLH hay là Dynaco hay là Evan hoặc là gì đó thì đó là những cái loa tương đương anh em có thể lựa chọn để đánh với nó nha. Thì ba con này anh em Khôi mới vừa về thôi. Thì hai con 250T. Còn thêm một con nữa nhưng mà đang chờ làm vỏ nên Khôi không bỏ vào. Đó, rồi 220T. Đó và 500TX. Thì nhiều người hỏi là cái chữ T đâu, rồi chữ TX đâu. Thì cái mặt trước này không có hàng, không có để anh em nhé, mà nó sẽ để 6 đít. Thì mấy con này Khôi mới vừa về thôi. Mới vừa kịp làm vỏ để phục vụ anh em ha. Vỏ gỗ cây rất là đẹp, anh em nhìn ha. Vỏ gỗ cây rất đẹp. Đó. Thì những cái con này mình ship trên đây về là không có vỏ này, và thứ hai nữa là nặng, tiền ship, tiền mua cái vỏ nó cao hơn rất là nhiều. Nên mình về đây mình làm cho nó đẹp. Tại vì các cái vỏ cổ ngày xưa về đây cũng phải xì ba hoặc sơn hoặc dán lại, tại vì theo năm tháng thì nó sẽ mục ha. Rồi đây anh em, 500 Tết này, đó cái chữ Tết trong đây. Thì về công suất anh em thì nó tương đương với 450T. Đó, nhưng mà đời 500 Tết thì thứ nhất size lớn hơn, rồi chất âm thì chắc chắn hay hơn rồi, có khỏe hơn nha. Đó, đến năm AR2 và đến AR3 chắc chắn là đến AR3 được, và Khôi cũng có một cặp R3 thì Khôi sẽ lên sóng để phục vụ anh em. Rồi còn 250T thì nó quá nổi tiếng rồi anh em ha. Đời 130W maximum là 140 VA, max là hơn 440W nha. Thì những cái con này nổi tiếng, con 220T cũng nổi tiếng luôn anh em, Khôi cũng đã bán nhiều. Đó, công suất thì 100W, maximum là 115W, nhỏ hơn nhưng mà đều là đến sò sắt nha. Còn con 250T là sò than chân vàng. Đó, rất là đẹp. Ở đây nó bị rớt một cái nắp này này, thì Khôi mới tìm một cái nắp cũ, nhưng mà mình muốn đẹp thì mình phải trà nó ra nên yên tâm như này, không phải lo này. Đó, con 220 thì cái nấm nó vàng hơn. Đó, thì mỗi con nó sẽ có một cái đời nấm, như con 500T đó, thì nó là phải bạc như thế này thì nó mới đúng của nó em nhé, nó mới đúng đời zin của nó là bạc. Thì con 550 này đẹp 99%, đẹp xuất sắc đây. Khôi đã kiểm tra ruột gan rồi. Đây em nhìn này, nhìn này, có thể nhìn cái đít của nó thôi là đầu đít nó mới rồi. Đó, kể cả con 250T cũng mới, rồi con 220T cũng mới này. Toàn bộ những cái món này là Khôi ship về theo dạng tuyển chọn. Rất tiếc cái này này, nó rất là đau lúc mình không biết này. Đó, còn lại là đẹp xuất sắc. Đó, thì về mức giá thì con 20T nói chung là nó có giá trên thị trường rồi, rồi anh em cần vào nó đẹp hay xấu thôi. Đó, thì trên 10 triệu nha, 250T thì trên 15 triệu, và con 550 này thì trên 30 triệu nha. Đó, nó sẽ có các mức giá như vậy, anh em mà thích con nào thì alo trực tiếp với Khôi để mình trao đổi ha. Còn hôm nay thì Khôi chỉ giới thiệu hàng về và Khôi sẽ lên sóng chi tiết từng con. Nếu mà anh em nào đã biết tới Khôi, đã tin tưởng Khôi, đã từng mua và mua thêm thì yên tâm, tại vì riêng dòng Fisher thì nó phải là đẹp thì Khôi mới ship về. Còn nếu như xấu là không ship anh em, và không đăng luôn, là chấp nhận là bán lỗ, bán bỏ nha. Đó, rất là đẹp anh em nha. Rồi Khôi quay về một vòng nữa để anh em cùng ngắm nghía để chuẩn bị tài chính để chơi ha. Đây anh em nhìn cái đít của nó này. Đó, nó đẹp cỡ này mà nha. Đó, kể cả con này thì bụi, con này cũng đẹp. Con 500 thì cũng đẹp nha. Rồi toàn bộ là xuất sắc, anh em yên tâm mua ha. Vỏ gỗ cũng đẹp luôn em, vỏ gỗ cây nha. Vỏ gỗ cây, vỏ gỗ này rất là mắc và khá hiếm. Một cái vỏ như thế này phải mất 1 triệu, và tiền công, tiền ship nữa thì hơn 1 triệu mới đóng được nha anh em, chứ không phải bỏ chợ nha. Rồi, Khôi xin phép tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại.